Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Huỳnh Đường ở Hiệp Tân, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát đó chính là 3D ngoại thất của công trình này ha. Có thể thấy đây sẽ là một công trình thuộc dạng đó chính là nhà lô phố hiện đại mái bằng nha quý vị. Một cái kiểu nhà mà tôi nghĩ rằng nếu quý vị quan sát ở những vùng thành thị, những thành phố lớn, ví dụ ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ thấy là những công trình nhà mái bằng hiện đại xuất hiện rất là nhiều đúng không nào? Và trước khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn về công trình này, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đến nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 096-445-8888, 08-281-33333, 0924099999. Hiện tại thì Mắt Hôn đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đầu năm 2024 chúng tôi sẽ khai trương trụ sở Mắt Hôn Miền Trung và Mắt Hôn Tây Nguyên nhé. Quý vị có thể truy cập website chúng tôi mắthomegroup.vn, chọn vào mục nhận tư vấn làm nhà, điền họ và tên, số điện thoại, chọn vào mục cần tư vấn, nhập mô tả nhu cầu quý vị vào thì nhân viên của chúng tôi cũng sẽ chủ động hỗ trợ cho quý vị. Ở trên website chúng ta sẽ có giới thiệu qua về các vật liệu của công ty, ví dụ sơn một bả, thiết bị vệ sinh, đèn led, sàn gỗ vân vân. Rồi ở đây giới thiệu về công ty nè, trụ sở này ha, đặc biệt là có liên quan đến cả phong thủy của Mắt Hôn nữa. Chúng tôi sẽ có các dịch vụ, đó chính là tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy và thước lỗ ban, với hotline của phong thủy là 092-774-8888, 092-924-5555. Và website chúng tôi thì cũng giới thiệu qua rất là nhiều những cái mẫu nhà, quý vị thấy là nhà một tầng, rồi nhà mái Nhật, mái Thái vân vân, rồi những công trình đã hoàn thiện xong để quý vị cũng có thể tham khảo qua nhé. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục quan sát đó chính là 3D ngoại thất của công trình. Thì quý vị có thể thấy là như tôi chia sẻ đó, đây là công trình nhà lô phố với thiết kế đó chính là mái bằng hiện đại nha quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát từ góc độ từ trên cao thì quý vị sẽ thấy là ở trên cái phần mái bằng này chúng ta sẽ đặt thêm một cái phần mái tôn. Vì sao lại đặt thêm mái tôn phía bên trên như thế này thì bây giờ tôi sẽ giải thích lý do ha. Đầu tiên với thiết kế mái bằng thì nó có những cái ưu điểm, đó chính là đó nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí, chúng ta không cần phải xây một cái phần mái cao lên bên trên, ví dụ là mái Nhật hay mái Thái đúng không nào, không cần gác vì kèo, không có tốn tiền để mà chúng ta lợp ngói, đó là ưu điểm của nó. Rồi chính bởi vì không có cái phần đó cho nên là ví dụ mưa bão chúng ta cũng không có e ngại cái hiện tượng là bị tốc mái ngói, đó là vì ưu điểm. Nhưng nó một phần nào đó cũng sẽ là một cái điều mà chúng ta cần phải cân nhắc. Bởi vì sao? Bởi vì chính vì không có gì che chắn bên trên hết cho nên là nắng hay mưa nó sẽ tác động trực tiếp đến phần mái bằng của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải nghĩ đến cách là thi công chống nóng hoặc là chống thấm. Thì một trong những cái biện pháp đó chính là chúng ta đặt thêm phần mái tôn. Mái tôn thì đầu tiên là chi phí nó sẽ rẻ hơn so với việc mà chúng ta lập mái ngói rất là nhiều. Và chúng ta không nhất thiết phải sử dụng những cái dòng tôn quá đắt tiền nha quý vị. Bây giờ có những dòng tôn chống nóng hoặc là chống ồn hoặc là gọi là nó cũng khá là tốt trên thị trường hiện nay. Chúng ta có thể chỉ cần đặt đơn giản thế này thôi, ở bên trên thôi. Thì ví dụ đi, mưa nắng nó sẽ không còn tác động trực tiếp đến cái phần mái bằng của chúng ta mà nó sẽ tác động lên phần mái tôn này. Mà chưa kể mái tôn này bởi vì ta nhìn quan sát từ trên cao ta mới thấy thôi. Còn nếu quý vị quan sát từ góc độ mặt tiền hay là như thế nào ta cũng đâu có thấy được đâu. Nó không ảnh hưởng gì đến cái thẩm mỹ của công trình hết. Cho nên là đây là một cái việc mà tôi nghĩ là một cái giải pháp cũng khá là tiết kiệm chi phí mà nó vẫn sẽ đảm bảo về cái tính thẩm mỹ cho công trình. Cho nên quý vị có thể tham khảo về cái cách này để mà giúp chúng ta chống nóng cũng như là chống thấm tốt cho phần nhà mái bằng của mình ha. Còn về công trình chính ở phía bên dưới thì quý vị thấy là chúng tôi sơn phết gần như chỉ có hai màu thôi. Đó chính là màu trắng và màu ghi. Ở những vị trí này quý vị thấy là màu ghi nè. Rồi một số vị trí khác là màu trắng, nó xen kẽ với nhau tạo thành một cái thiết kế cũng rất là bắt mắt. Về sơn thì chúng ta cũng có báo giá rồi nha quý vị. Ở đây là công trình thi công thành phố Hồ Chí Minh cho nên tôi sẽ mời quý vị xem báo giá thi công trọn gói miền Nam. Thì sơn nè, sơn nội ngoại thất Mắt Hôn, một bả siêu mịn độ bám dính cao chống thấm tốt, khả năng giữ bình màu cho lớp sơn phủ, màn sơn bình chắc láng mịn chống rêu móc bong tróc, không chứa chì thiện hơn độc hại, đơn giá là 95.000 cho đến 105.000 đồng cho 1m2. Còn chống thấm PU của Mắt Hôn, ngăn ngừa thấm nước toàn bộ phần bên trong, kháng nước hoàn toàn, đơn giá là 320.000 đồng cho 1m2 nhé. Còn về hệ thống cửa thì sao? Hệ thống cửa công trình này có thể dễ dàng nhận thấy luôn, đó chính là 100% sẽ là cửa nhôm hệ kính ha.
và kết hợp thêm một số vị trí chúng tôi sẽ lắp đặt, đó chính là những cái vách kính cố định nữa. Bên cạnh là những cái vị trí là ô cửa thì sẽ có vách kính cố định để mà chúng ta có thể lấy được cái nguồn ánh sáng tự nhiên. Với cửa nhôm hệ kính thì chúng ta cũng có báo giá ở đây. Đó chính là chúng ta sử dụng cửa nhôm hệ Sinfa Việt Nam, thiết kế đa dạng phù hợp nhiều phong cách thiết kế, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài. Đơn giá là 2.100.000 cho đến 2.300.000 đồng cho 1 m². Với công trình này thì điểm nhấn bên cạnh gam màu trắng và màu ghi thì quý vị sẽ thấy đó chính là về cái màu gỗ, đúng không nè? Đây một số vị trí chúng ta sẽ có thêm cái màu gỗ. Màu gỗ này chính xác không phải là gỗ tự nhiên đâu quý vị, mà chúng ta sẽ sử dụng là gỗ nhựa. Quý vị có thể sử dụng là Conwood hay là Smartwood đều được ha. Với gỗ nhựa thì ưu điểm của nó là gì? Đó chính là thứ nhất là nó màu sắc về tính thẩm mỹ nó rất là giống với gỗ tự nhiên, nhìn bên ngoài đôi khi chúng ta khó nhận ra luôn đó quý vị. Thứ hai đó chính là 80% nó là xi măng cho nên có độ cứng cáp rất là tốt và nó thấm hút nước dưới 5%, cho nên là lượng nước mưa dù nó có tác động lên nó cũng không có bị bám rong rêu, không có bị mói mọt, phồng rộp. Đó cũng là ưu điểm của gỗ nhựa. Chưa kể là rất thân thiện với môi trường cũng như là thân thiện với sức khỏe của người dùng, không ảnh hưởng xấu. Cho nên là gỗ nhựa là một cái vật liệu mà tôi nghĩ rằng chúng ta sử dụng cho bên ngoài hay cả nội thất ở bên trong đều tốt nha quý vị. Công trình này thì ở đây chúng tôi sẽ có một thiết kế nè, quý vị thấy là một cái mặt bên của một cái sân ha. Thì ở phía bên trên chúng tôi sẽ làm thêm, đó chính là cần phần mái che đưa ra bên ngoài ha. Và chúng tôi sẽ làm là thép hộp sơn tĩnh điện. Nó cũng sẽ là một cái vị trí cũng khá là đẹp. Bởi vì quý vị có thể thấy là nhà phố không có một cái khu vực sân quá rộng, cho nên là chúng ta phải tận dụng tối đa được, đó chính là chừa ra được khoảng sân nào là tốt khoảng sân đó ha. Thì ở vị trí này cũng vậy ha, là chừa được khoảng sân này có thể thiết kế cũng khá đẹp. Phía bên trên chúng tôi sẽ đặt thêm một cái lớp máy kính. Ở đây có thể đặt là kính nhựa cũng được, hoặc là kính cường lực cũng được nha quý vị. Ngoài ra thì tôi cũng muốn nói đến một chi tiết nữa của công trình này trước khi mà chúng ta tiến bên trong. Đó chính là phần cổng và tường bao. Bởi vì đây là công trình nhà phố mà, cho nên là mọi thứ phải được rất là chỉnh chu. Từ cổng, tường bao tới tầng tật thì nó mới sẽ đảm bảo được cái tính an toàn, đúng không nè. Ở đây thì phần cổng cũng sẽ được thiết kế là thép hộp và sơn tĩnh điện ha, kết hợp giữa màu gỗ và màu ghi. Còn lại những cái vị trí này là tường bao xung quanh, quý vị thấy cũng rất là bắt mắt. Ở chất liệu thì chúng tôi sẽ ốp thêm, đó chính là gạch Việt Nhật ở một số vị trí như thế này. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà ha. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 39 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết, ví dụ chi tiết than, lan can, tay vịn, vệ sinh, vân vân. Tiếp theo, đây sẽ là mặt bằng định vị công trình nè. Đây là tổng quan công trình của nhà chị Đường ha. Công trình này thì ngôi nhà ở vị trí này và phía sau có khoảng sân, chúng tôi sẽ chừa ra được khoảng sân nữa, có thể đậu vừa những chiếc xe ô tô, tức là chúng ta sẽ có một cái vị trí đậu xe ở phía sau. Còn xét hoa tiêu chữ B, công trình là hướng ở bên trên, là công trình này sẽ nằm ở hướng Bắc nha quý vị. Còn nếu mà nhìn kỹ luôn thì nó sẽ hơi lệch bên trái chút xíu, thì là hướng Tây Bắc cũng được, nhưng mà không thì ta xét nó là hướng Bắc. Còn đây sẽ là mặt bằng bát trạch phong thủy, thì quý vị thấy là các hướng Đông Nam sinh khí mọi sự ổn định, Đông thiên y thiên thời che chở, Bắc phục vị sự giúp đỡ, Nam phúc đức phúc lộc vẹn toàn. Công trình nằm ở hướng Bắc, tức là phục vị được sự giúp đỡ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quan sát, đó chính là hình ảnh thực tế của công trình này. Đây là hình ảnh thực tế mà chúng ta chụp lại được một flycam. Thì vị trí xây dựng sau này sẽ ở vị trí này nha quý vị. Đây sẽ là công trình chính của chúng ta, sau này sẽ xây ở đây. Còn phía sau sẽ chừa một khoảng sân để mà chúng ta có thể là đậu xe ô tô, giống như trong cái bản vẽ lúc nãy. Tiếp theo tôi xem đến, đó chính là về mặt bằng bố trí nội thất, công năng của ngôi nhà. Nhìn vào ta thấy nè, chiều dài ngôi nhà là 10m, chiều rộng là 5,2m. Diện tích thiết kế tầng 1 là 52, tầng 2 là 28m vuông. Rồi bây giờ em sẽ cộng hai con số này lại với nhau. Lấy 52 nè, cộng cho 28. Vậy là tổng diện tích thiết kế công trình là 80m² nha quý vị. Về công năng, chúng tôi sẽ bố trí như sau. Tầng 1 sẽ có là phòng khách kết hợp bếp. Ở đây có một phòng ngủ và một vị trí của nhà vệ sinh. Còn tầng lửng thì chúng tôi sẽ bố trí là có một phòng ngủ thôi ha, phòng ngủ lớn. Có khu vực làm việc và khu vực nhà vệ sinh ở đây. Còn đây sẽ là vị trí thông tầng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình ảnh nội thất công trình này. Đầu tiên là không gian của phòng khách đi. Quý vị có thể thấy là nội thất ở bên trong thì cũng sẽ được phối theo tông màu là trắng và màu ghi. Đây cũng là hai cái tông màu ta thấy từ ngoại thất bên ngoài rồi, một lần nữa khi áp dụng vào thì toát lên thứ tinh thần hiện đại rất là nhiều, cũng như là có sự sang trọng và rất là sáng nha quý vị. Ở đây thì chúng tôi sẽ đặt đó chính là một chiếc ghế sofa nè, một chiếc bàn trà,
được thiết kế cũng khá là lạ mắt. Một cái mẫu bàn trà này thật sự là tôi thấy cũng chưa đụng hàng với một cái kiểu bàn trà nào trước đây của Mac Home hết. Còn ở phía đối diện sẽ là kệ TV được thiết kế dạng treo và gắn liền với vị trí cầu thang ở đây. Đây cũng là một cách để mà chúng ta tận dụng tối đa được gọi là cái diện tích căn nhà, đúng không nào? Chúng tôi sẽ tận dụng luôn cái vị trí trên cầu thang để chúng ta sẽ thiết kế là cái kệ TV ở vị trí này. Tiếp theo đó là khu vực phòng bếp ăn, thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế chung cái không gian luôn nha quý vị. Đầu tiên là kệ tủ bếp đi, được thiết kế là hình chữ L nè, chất liệu là MDF phủ melamin và cái tông màu ở đây sẽ là màu trắng kem ha. Mặt bếp và tường bếp sẽ ốp đá và cái tông chấm bi, trắng chấm bi, nhìn cũng khá là bắt mắt. Vị trí này sẽ là vị trí của bàn ăn nè. Bàn ăn sẽ được thiết kế đó chính là mặt bàn sẽ là hình tròn ha. Xung quanh sẽ đặt được 4 chiếc ghế ăn. Chân bên dưới sẽ là sắt sơn điện màu đen và sẽ bọc vải nỉ ở bên trên, nhìn cũng khá là bắt mắt. Tiếp theo ta sẽ đến với không gian cá nhân ha. Đầu tiên là phòng ngủ số 1 của công trình. Phòng ngủ này chiếc giường chúng tôi đặt ngay trung tâm nè, đầu giường sẽ được bọc da. Còn ở đây chúng tôi sẽ thiết kế những cái hộc. Cái việc chúng ta thiết kế hộc ở những cái giường dạng mục là cái việc rất là phổ biến ha. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm không gian để mà lưu trữ đồ đạc, ví dụ là quần áo, chăn ga, gối nệm chẳng hạn, vân vân, tùy theo sở thích của gia chủ. Ở phía bên này sẽ là tắp đầu giường, còn ở đây là vị trí bàn trang điểm nè, có đặt thêm một cái chiếc ghế một rất là xinh xắn. Tủ quần áo thì sẽ được thiết kế là cao kịch trần, chừa ra một số vị trí hộc không lắp cánh để mà chúng ta có thể đặt túi xách hoặc là nhiều những món đồ trang trí khác. Bây giờ ta sẽ tiến lên tầng 2 nha quý vị, và không gian tường lửng này thì chúng tôi sẽ bố trí là một phòng ngủ, nhưng mà tôi nói là sẽ chia ra. Đầu tiên là không gian ngủ nghỉ thì nó khá là giống với khu vực ở bên dưới. Điểm mà An thích ở cái thiết kế nội thất này đó chính là không sử dụng quá nhiều gam màu rườm rà, mà gần như chỉ có một màu kem hay màu ghi thôi. Như quý vị thấy là cách phối màu kiến trúc sư rất là đẹp, nhìn vào thấy cái sự trang nhã ngay. Và bởi vì căn nhà này diện tích không quá lớn, cho nên nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều gam màu rườm rà thì ngôi nhà nhìn nó sẽ bị chật chội. Còn ở đây khi mà tận dụng tối đa cái gam màu trắng á, nó cảm giác như ngôi nhà sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều ha. Ở đây chúng tôi sẽ ốp là PVC giả làm gỗ nha quý vị. Còn đây sẽ là khu vực của phòng làm việc. Chúng ta sẽ tách ra so với cái khu vực ngủ nghỉ. Chúng ta sẽ có một không gian riêng như thế này. Thì tôi nghĩ đây cũng điểm cộng khá là lớn. Chưa kể là đây có một ô cửa, bởi vì công trình này sẽ được thiết kế thông tầng, cho nên là nó cũng sẽ lấy được cái nguồn ánh sáng vào, rất là tốt cho khu vực làm việc của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đó chính là về mặt đứng công trình, để xem công trình cao bao nhiêu. Có không định của máy là 5,6m, sàn tầng 1 đến sàn tầng lửng là 2,8m, sàn tầng lửng đến sàn mái cũng là 2,8m luôn nhé. Còn phía bên dưới chúng tôi sẽ có 5 cái ô hình thoi tương ứng vật liệu màu sắc khác nhau, ví dụ là tường sơn MH trắng, sơn MH3627D, rồi bồn hoa ốp gạch, này, tường ốp gỗ nhựa, vân vân. Tiếp theo ta xem đến đó chính là mặt cắt của công trình. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy đây là lối cầu thang di chuyển lên bên trên ha. Cửa thì sẽ có một số ô cửa cao 2m2 nha quý vị. Với cửa thì như tôi chia sẻ, chúng ta có thể lựa chọn một là nhôm hệ kính sinh pha, hai là quý vị có thể lựa chọn cửa thông phòng composite. Bây giờ tôi cũng sẽ báo giá luôn ha. Với nhôm hệ sinh pha lúc nãy tôi nói rồi, còn cửa composite nè, thì mẫu mã màu sắc đa dạng, thân thiện môi trường, cách âm, cách nhiệt, chống cháy lan, chịu nước, chống cong vên, mối mọt và ẩm mốc. Đơn giá là 7 triệu đến 8 triệu đồng một bộ cửa như thế này. Tiếp theo thì chúng ta có thể quan sát đến đó chính là tôi sẽ cho quý vị xem về chi tiết thang của công trình đi. Thì ở đây quý vị thấy đây là chi tiết cầu thang này, sẽ di chuyển lên phía bên trên ha, có mặt cắt ở đây cũng như là ở đây sẽ có một cái chi tiết. Thì quý vị thấy là cầu thang ở đây thì tay vịn chúng tôi sẽ làm đó chính là tay nắm gỗ nè, kính này sẽ là kính cường lực dày 12mm nha quý vị. Thật sự là với công trình hiện đại như thế này thì cầu thang ở trong nhà chúng ta nên ưu tiên sử dụng kính cường lực, bởi vì nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn cũng như là không có cảm giác chật chội cho không gian. Còn một cái bậc thang bên dưới thì có rất là nhiều lớp, ví dụ lớp sơn bay nước, lớp phủa sàn bê tông cốt thép, lớp gạch xây, lớp trát lót bậc thang, trên cùng sẽ là lát đá granite màu đen nhé. Bây giờ ta xem tiếp đến hồ sơ kết cấu công trình, thì nhìn vào mặt bằng móng có thể thấy nè, quý vị sẽ thấy công trình xử lý là móng đơn nha quý vị. Bởi vì sao? Bởi thứ nhất là công trình cũng là nhỏ gọn thôi, không quá lớn. Giờ tổng diện tích sử dụng tầm khoảng 80m2, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng móng đơn. Một ưu điểm lớn nhất của móng đơn đó chính là tiết kiệm chi phí. Tiếp theo xem đến hồ sơ điện nước công trình này, tôi sẽ đọc mặt bàn chiếu sáng thông gió của tầng 1. Quý vị nhìn vào sẽ thấy nè, có những cái hệ thống đèn chúng tôi cũng sẽ chạy ha quý vị. Đó chính là kết hợp của đèn LED bán nguyệt và đèn dây LED ở một số những cái vị trí khác.
rồi đèn ốp trần nè, đó chúng tôi sẽ có ký hiệu rất là rõ ở đây để mà gia chủ có thể là tham khảo qua. Rồi còn về thông gió thì sao? Thông gió chúng tôi sẽ có thoát mùi bếp PVC và trong nhà vệ sinh thì cũng sẽ có thoát mùi của PVC. Cuối cùng xem dự toán chi phí xây dựng thì ở đây quý vị thấy bản dự toán chúng tôi cũng sẽ chia ra giống như những công trình khác, từng 1A là phần thô, 1 là phần móng nè ha. Rồi đến số 2 là phần thân, rồi số 3 là phần xây trát. Đó, rồi chúng ta cộng lại hết, sau đó B đến phần hoàn thiện. Trong phần hoàn thiện cũng có rất là nhiều mục khác nhau và có đầy đủ đơn vị khối lượng đơn giá thành tiền và ghi chú để gia chủ có thể tham khảo được. Vậy là ngày hôm nay thì Nhật An vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình nhà phố hiện đại ha, mái bằng. Tôi nghĩ rằng nếu quý vị ở những vùng thành phố lớn mà yêu thích cái kiểu nhà hiện đại này cũng có thể tham khảo qua. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọ gói thì còn ngại liên hệ ngay với Mark Home qua số hotline là 0964458888, 0828133333, 0924099999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.